Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tiểu Yêu Tầm Đạo nhé. Và đợt gần đây sau cái bản cập nhật mới nhất ở bên Fantab về con game Tiểu Yêu Tầm Đạo này, thì nhiều anh em có thắc mắc và hỏi mình là Tiểu Yêu Tầm Đạo bây giờ chơi được trên web phải không? Bởi vì nhiều anh em là máy tính nhưng mà cấu hình nó hơi yếu, không thể nào mà cài được mấy cái giả lập, chơi nó bị giật ấy. Thì cũng muốn mình chia sẻ về cái cách này. Thì đúng, anh em cập nhật thông tin chuẩn đấy. Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể chơi được Tiểu Yêu Tầm Đạo ở trên web, cụ thể là cái trang Easy Fun nha. Để mình trải nghiệm thử cho anh em nhé. Đấy, anh em lưu ý là nếu như chúng ta không đăng nhập tài khoản ấy thì chỉ chơi được 30 phút free thôi. Còn nếu như đăng nhập tài khoản Google các thứ vào thì lại chơi được lâu hơn. Bây giờ mình sẽ đăng nhập tài khoản Google của mình nhá. Hoặc tùy, anh em có thể ấn đăng ký một tài khoản Easy Fun ở đây. Nhưng mình thì có sẵn tài khoản Google rồi, mình đăng nhập luôn bằng Google cho nhanh. Đây nhá, mình đăng nhập xong rồi này anh em này. Bây giờ vào luôn Tiểu Yêu Tầm Đạo này anh em này. Đấy, mình vừa đăng nhập tài khoản ở đây nhá. Bắt đầu chơi thử tí xem nào. Cập nhật dữ liệu này, ấn cập nhật luôn. Hiện tại cái phiên bản này nó chỉ hỗ trợ trình duyệt web ở trên PC thôi. Nhưng mà trong thời gian tới thì sẽ có ở trên mobile anh em nhé. Nếu như anh em nào mà trước đây PC của mình cấu hình yếu quá không chơi được bằng giả lập thì đây đúng là một cập nhật ngon lành cành đào đấy anh em ơi. Thì để chơi ở trên web như thế này đơn giản lắm. Anh em chỉ việc click vào cái đường link mình để dưới phần mô tả cũng như là bình luận ấy. Sau đó ấn vào place on browser này, thế là xong. Áo chưa? Ui, đấy, đồng hành đánh liên tục. Ui, kẻ địch đứng im luôn anh em ơi. Hello, chào anh em nhá. Hôm nay Luân Hồi Điện lại tiếp tục ra cái sự kiện mới, đó chính là linh thú. Thì mình phải vã thôi, dù là có hơn 4k linh thạch nhưng mà trời luồn thì chứ cần cái gì nữa anh em. Lấy thêm chú thước thôi chứ không bây giờ thọt quá rồi. Chơi luôn anh em nhá. Đấy, mình reset sẵn để tiết kiệm lượt reset miễn phí ngày hôm nay. Đấy, anh em thấy mình tính toán không? Hôm qua là mình có 3 lượt mình reset trước. Ok luôn. Bây giờ lấy thêm một em chú thước này anh em này. Bắt mới là dòng gì đây? Ui trời ơi, dòng cam nhưng mà này là thổ. Cường hóa linh thú này, hút máu khang choang. Ui thế. Free đấy. Cứ thêm chú thước là mình sẽ múc thôi. Ui là trời. Là mới nè. Ui bỏ luôn. Hôm nay kiểu gì chả lấy, chỉ bỏ ứng long luôn anh em nhá. Mình tập trung lấy chu tước thôi. Cán ứng long rồi. Ok. 6 lần nữa này. Hy vọng ra luôn chu tước đỡ phải reset nhiều này. 3 lần. 4 lần. Vãi. Kéo lấy. Huyền Vũ bỏ qua luôn. Ok, kiểu vĩ hồ bay luôn. 120 à. Còn mốc tiếp theo đấy. Trời ơi, chú tước đây, please. Này, hôm nay ra nhiều ứng long phết này anh em. Ủa, loan điểu 2 con này. Lúc mà mình không thèm lấy thì nó lại ra nhiều thế nhỉ. 3 lần. Chú tước đi. Chú tước luôn đi. Lại Huyền Vũ, hôm nay ngày gì đấy. Hãy cả trường, ứng long lần thứ 3 nha anh em. Tiếp tục. Úi giời ơi, vô chi kỳ. Này, mấy con kiểu vô chi kỳ này phế nhỉ. Ai chơi, chán thế. Đáng lẽ ra tạo ra một con gì đấy nó phải cân bằng tí cho mọi người có nhiều sự lựa chọn được này. Chả ai chơi ở chơi con ứng long này, chết dở. Anh Long này. Phải thật, có khi nào đến tận lần thứ 5 bắt đầu mới ra chú tước không đấy. Trời ơi, kế mông lại là chắc chắn là đít rồi. Gần ngay mông thì chắc chắn là đít còn cái gì nữa. Thôi đúng rồi anh em ơi. En vai cả bìu. Chắc chắn là phải lần thứ 5 này mới ra được này. Lần nữa. Rồi, lãng phí quá. Tốn quá nhiều ngưỡng linh thạch để reset. Rồi đây, thêm một em nữa anh em nhá. Lụm luôn này. Phản công. Cường hóa linh thú nhưng mà nó lại là lam. Chán thế nhỉ. Chắc là lấy thêm được em nữa đấy. Hôm nay chắc là lấy được 3 em. Ủa, ứng long ra hơi bị nhiều luôn nhá. Không đủ rồi anh em ơi. Kỳ lân này 200 à. Ôi ôi, tôi chết rồi. Nếu như hên lần này mà ra chú tước thì mình lấy được 3 em không là ối rồi đấy. À không, mình vẫn còn cột mốc trong luân hồi điện nhỉ. Có bạch hổ kìa. Chưa đạt cột mốc mà nó ra luôn nè. Ơi, có triển vọng, có triển vọng anh em ơi. Trời đất, ứng long ra nhiều nhỉ. Ủa ơi, chả hiểu. Lần trước thì mình chơi luân hồi điện ấy, reset mãi chả ra ứng long nào. Phải reset mãi không ra mà. Ôi đây, lần này ra luôn này anh em này. Wow. Đấy, anh em thấy chơi chu tước nè. Nhưng mà phải nhận cột mốc đây đã thì mới đủ ngựa linh thạch để chơi tiếp anh em ơi. Đó. Đó. Ok chưa? Hy vọng là có cường hóa linh thú cam đi. Chán vãi cả bíp anh em ạ. Kinh khủng. Hiểu kiểu gì. Tiếp tục reset anh em nha. Nào. Ok, lại là ứng long luôn. Huyền Vũ à. 8 lần.
Liệu rằng lần này có hên phát ra luôn chú tước không anh em? Lần này lại thanh long. Đây giờ mình có 3 con này cũng cường hóa linh thú này. Con này thì có kháng choáng và thủ. Ồ, có một dòng cam. Con gốc của mình thì có liên kích. Con này thì có phản công và cường hóa linh thú. Con này cũng phản công và cường hóa linh thú. Ôi rồi ôi. Cái lại con này nha. Lấy con này có dòng cam có vẻ là ngon lành cái nào hơn này. Nút chừng anh em nhá. Khoan. Thôi nốt chừng. Nốt chừng luôn này. Nốt con này phản công ấy, nốt luôn. Tiếp tục là mình sẽ nốt cái con cũ. Quá đâu ấy. Ơ con này à, ra trận. Nốt chừng. Đây, cường hóa linh thú này. À. Cái gì? À, đang ra trận ở môn phái khác nữa anh em ơi. Bên này nữa. Đấy. Giờ mình phải ra trận luôn con này nha. Ok. Giờ nuốt được chưa nhỉ? Chắc là được rồi đấy, không còn ra trận đâu nữa đúng không? Rồi, nuốt luôn. Hả? À, lại đang ra trận ở nguyên thể á? Có nguyên thể mình cũng để con này luôn à? Phải thật. Ủa? Ra trận. Linh thú. Con này ra trận tiếp. Ok. Rồi, giờ tiếp tục là nuốt nha. Linh thú này đã tiêu hủy. Ok bạn ơi. Check lại tí. Level 1 ok này. Luôn. Xác nhận này. Có phản công với cường hóa linh thú level 4. Phẩm lam anh em nhá. Và đây thì mình được hoàn trả lại 100 ngự linh thạch. Con này thì thôi. Con này thì mình sẽ để làm đồng hành anh em ơi. Để mình tẩy luyện thử coi. Có khóa không nhỉ? Tích có. Tôi mở khóa đi. Reset này biết đâu ra cường hóa linh thú ấy. Và là cam mình đấy. Perfect luôn anh em nhá. Lên nào. Kéo gì vậy? Phổ thổ. Siêu sát thương bạo. Cường hóa sát thương bạo. Thì hủy chứ còn cái gì nữa. Chán. Con này thì làm đồng hành anh em ạ. Con này mình không nuốt, mình sẽ làm đồng hành nhá. Để nâng cấp luôn này. Lên. Mình sẽ để từ từ. Đấy. Con này chắc phải nâng lên tầm level 20. 20 nha. Ok, đấy ít nhất phải có thêm tí sát thương thế chứ. Rồi. 40 này. 10, 60 là bậc tiếp theo là gây ra bao nhiêu phần trăm nhỉ? Nhớ 80 bậc 5 là gây ra tầm 288% sát thương nếu như mà kẻ địch đã bị choáng rồi. 71, 73, 74, 75, 76, 78. 80 này. Đấy. 288% sát thương. Tăng được 56,7% mà. Phải nhỉ? Thôi em này cứ để đây để lấy hiệu ứng thôi. Tập trung vào em này trước để lấy thêm cái phần trăm nha anh em. Còn hơn 100k cái quả này nữa này. Ôi dồi ôi, hết rồi. Đồng hành luôn. Đây, xác nhận nha. Ok. Wow. Ừ, cũng được cái chứ nhỉ anh em nhỉ. Rồi, có phản công. Chán kinh. 60% dương thần này. 1,69. À đúng rồi, cập nhật cho anh em một tí nhé. Tình hình nó là như thế này anh em ạ. Bởi vì là cái môn phái của mình bây giờ nếu như mà mình chơi chú tước á, rất khó để có thể lấy thêm một số những cái con pet khác kiểu như là huyền vũ hay là cái gì đấy. Thế cho nên là mình đang muốn all in được một con thôi đã. Thế thành ra là mấy cái môn phái này của mình này, anh em này. Nguyên thể này, của mình thì liên bạo thì không nói rồi. Nhưng mà dương thần thì mình cũng đang dần chuyển sang choáng rồi. Choáng tất, âm thần cũng chơi choáng. Nhưng nó là kháng né, còn dương thần thì mình chơi choáng. Để kháng bạo. Đấy. Và dùng chung một em pet cho nó đỡ bị thọt. Nhìn chung nó là như vậy. Hãy cập nhật cho anh em như thế nhá. Như anh em nào tân thủ mà cũng ít tài nguyên thì có thể là build như vậy. Theo mình như thế, anh em thấy như thế nào để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Ok, bây giờ thì tranh thủ là chặt cây đã anh em ơi. Choáng này kháng né này, hút máu kháng choáng. À không, cái này phải là choáng và kháng bạo. Ok, bắt đầu. Đấy. Để cho anh em thấy hợp lý không? Nếu như hợp lý thì anh em cũng để lại comment ở bên dưới đi. Rồi.
À đúng rồi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nhá. Và anh em nào mà chưa like thì nhớ like video để ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Quý này, à cập nhật luôn cho những anh em nào mà thích huyền thoại hải tặc. Thì tập 2 của mình thì đang làm một cái thử thách rồi nhưng mà nó khó quá, chắc là phải mất mấy hôm nó mới hoàn thành cơ. Với cả là mình cũng có một cái kênh là Link Andy Gaming, thì kênh đó mình sẽ chuyên đăng về huyền thoại hải tặc. Anh em nào là fan của huyền thoại hải tặc thì có thể qua đó nha. Ok, bắt đầu từ sang tuần mình sẽ đăng nhiều video về huyền thoại hải tặc ở kênh Link Andy Gaming nha. Đây này, hôm qua ủ mày quá anh em ạ. Có bạn comment thì mình mới chợt nhớ ra là ở cái cột mốc 56 này. Thề luôn, nhìn cái dương này giống cái tăng cấp pháp bảo vãi cả trưởng luôn. Nhưng ai ngờ đâu lại là dương pháp bảo đấu la tùy chọn anh em ạ. Ồ, nó là như vậy. Với cả nhìn cái dương pháp bảo đấu la thì ngày hôm qua đấy anh em, nó đã tặng cho mình free một cái skin này rồi. Bởi vì là đây, đồng hành, không phải đồng hành này. Nó là cái skin đấy, bởi vì nó có một cái thư là chuẩn bị là kết thúc hợp tác với cả đấu la đại lục rồi. Thế nó tặng luôn cho skin này luôn. Ờ, ảo ma Canada phết game được ấy nha. Yeah. Con lành luôn, thế thì bây giờ mình phải chơi luôn đi. Vụ này. Nhận luôn này, chặt cây 500 lần, khi chiến đấu pháp 5 lần đúng không? Dị thú xâm lược. Đây, làm cái này trước. Cái nào dễ thì làm trước anh em ạ. Anh em nhìn thấy lúc nào mình cũng có mấy nghìn đào đây. Đích phải là mình tích đâu. Mà mình lười, mình chưa xả được anh em ạ. Thế thành ra nó nhiều đào thế chứ có phải là mình tích đâu. Khổ quá. Rồi, phúc địa xem nào. Thu thập 1, 2, thì 3, 4, 5, 6, 7, né, thắng choáng tách, 8, 9, và 10. Ok, đổi sang bên môn phái này, môn phái này ok rồi mà. Thế thì đi đánh dị thú xâm lược thôi nhỉ. Khoan á, đổi bộ tinh quái xem nó chuẩn chưa đây này. Đổi đội hình phát. Thế chết, sao mình lại để bộ này ở bên liên bạo nhỉ? Có lẽ bộ này chứ, hẳn nào hôm qua đi đánh dị thú xâm lược kiểu gì nó bị ít sát thương như sao ấy. Thích thử coi chỉ số. Rồi, liên kích 222%, ok nha. Yên tâm để đi đánh rồi. Đấy, ít ra nó phải 25,6. Hẳn nào hôm qua đánh được 14 ức mà vãi thật. Đấy, 24 ức cái này. Ảo thật đấy. Rồi, 28 ức. Lên 30 công 27,8 mức. Ôi, thì chứng tỏ là 28 mức là mình đánh được cao nhất rồi. Dị thú xâm lược bằng xếp hạng xem nào. À đây, chắc cả các bố kia chưa đánh. Khổ. Bây giờ mình đang online là lúc 12:40 mà. Ồ. Đấy, xong rồi. Nhiệm vụ. Nhiệm vụ có hai cái ok luôn này. Chặt cây 500 lần. Sắp xong khiêu chiến đấu pháp đi. Tiến hành khiêu chiến yêu vương. Ô, cái này dễ này. Yêu chiến yêu vương. Đây rồi, 8 lượt luôn này. Đấy. Ok. Đấu pháp đấy nhở, 4 lần này. Yêu chiến 1,27 ức. Quạt luôn. Ui à, bên kia chơi né. Ú nhở, chơi linh kích bạo kích. Đấy. Dù yêu lực của nó thấp hơn mình bao nhiêu ấy, nhưng mà chơi linh bạo nó cứ bị làm sao ấy. Ở vẫn thắng này, ảo thế. Né, tách luôn. 1,27. À, đi PK thì dùng bộ kia là đúng rồi. Đấy, lại né. Khổ ghê. Trời ơi, ui nhung bão kinh phát. Thốn nhờ anh em nhở. Anh em thấy không? Đánh liên kích liên tội mà đến nỗi em chu tước của mình. Còn chưa thèm đánh nữa, khổ. Phản công thăng choáng. Thôi bỏ. 1,15 à. Đây luôn 1,15. Ui, đỡ làm sao được. Ui, 1,42 à. Chơi luôn. À, bạn ấy chơi phản công này. Ok. Phản công và liên kích nữa thì phải. Ê, ăn được luôn. Liên kích và phản công. Ô, ngon đấy. Liên kích. Thay luôn. Hơn 2 ức tí. 1,42. Ô, vẫn bạn hôm nay à. Nhưng mà thiếu rồi. Ơ, đủ nhiệm vụ à. À, 5 lần hiêu chiến yêu vương thôi. Còn hiêu chiến đấu pháp thì vẫn chưa. Vẫn thiếu một cái anh em ạ. Khoai thật đấy. Ô đi, ra thêm một cái vé này để cho mình đánh nào. Chấn yêu tháp. Hiêu chiến nhanh luôn. Chọn nhanh, ok. Nào để vào check cái phần huyết mạch tí xem nào. Ai à, 212 như này.
Dùng luôn. Cái đặt xem nào. Huyết mạch thì tôi cho hoàn hảo trở lên đi. Ở đây đang là cái tiên thiên rồi à? Thì tôi cho tiên thiên đi. Tiên thiên trở lên đi. Đấy. Nhạy bén là tùy ý này. Đồng thời ok, cái này là 2 điểm thể lực. Nhạy bén. Ok. Bỏ cái này luôn. Bắt đầu. Ok, có thêm vé. Đồ pháp thì có rồi. Tuyệt vời luôn. Nó lại bạn này. Cứ bạn nào mình chiến thắng rồi đánh lại cho nó dễ. Auto được 20 điểm chả sướng à. Tiếp. Bên kia cũng phản công liên kích ghê quá cơ. Ê. Mày quá anh em ạ, tí thua anh em nha. Ủa. Rồi, cái này là cái gì đây? Hút máu. Kháng bạo. Kháng né này, ôi có kháng né này. Kháng phản công luôn này. Kháng né, ôi ngon đấy nhở. Thế mình chuyển sang cái môn phái choáng này của mình này. Âm thân. Đây. Nhầm, trong này chứ. Kháng né. À, mới này. Ủa, vẫn vậy mà. Kháng né 71% dòng cũ vẫn thế. Nhưng mà thêm được một dòng nữa là kháng phản công. Hay luôn. Ui, hết cho môn phái choáng mà. Rồi, đấy. Tiếp tục là chặt cây này, đồng thời kháng né, choáng kháng né. Cái này mình chưa sửa. Kháng bạo. Ok, được rồi. Nó là như vậy anh em ơi. Ui, 3434 đào luôn anh em nhá. Đây chắc là xong rồi gì. Xong rồi gì. Và mình phải mua thêm gói hạn giờ nữa anh em nhá. Nếu như mà mình mua all in ở đây là 3 ngày mình hoàn toàn có thể sở hữu được một cái dương pháp bảo tùy chọn lúc nãy đấy. Rồi. Có gì ngon. Ui giời, toàn ngư linh thạch này. Ra này may mắn luôn này anh em này. Piu. Ô, không giả. Cái thế 38 à. 4 cái nữa. Piu. Ôi giời ơi. Hút máu tách luôn. A42 này được thêm 2 lần nữa này. Ấy. Perfect. Piu. Cùi bắp quá. Sạp đã yêu. Sạp đã yêu mình all in vào cái ấn ký đây anh em ơi. Đang bị thiếu. Nhưng mua được mỗi cái. Khá nhỉ. Thôi. Nhìn chung hôm nay như vậy đây anh em nhé. Đấy. Mình cũng lấy thêm được 3 em chu tước nữa rồi. Nâng cấp sao lên cho đỡ thọt một tí. Đây là 60,9% cộng các chỉ số. Còn lại thì cũng lấy thêm được một em nữa đồng hành. Thế thì phải đi test thử một vài choáng sau khi mà có hai em chú tước đồng hành sẽ như thế nào nhỉ? Choáng đây rồi. Yêu chiến này. Mình đang là 1,83 ức đúng không? Đây có 1,99 ức này. 1,99. Còn hơn 2 ức rồi. À 1,86 này, đánh thử nào. Đấy, có choáng này. Áo chưa? Ui. Ui. Ui, đấy, đồng hành đánh liên tục. Ui. Ui. Kẻ được đứng im luôn anh em ơi, hay quá, được nhè. Có tội là pha vừa rồi không gây choáng được cái là thốn ngay. Đấy 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 đấy, biết ngay mà thôi xong rồi. Có gây choáng. Có gây choáng. Có gây choáng. Mày quá. Vẫn thắng được anh em ạ. Mặc dù bạn ấy là hơn yêu lực của mình. Thế mà với hai em đồng hành kiểu cùng chung tước nhỉ. Ui ôi, đánh kẻ địch choáng thốn thế. Ngon đấy chứ. Ừ, thì anh em nào chơi mua phải choáng thì cũng nhớ là lấy hai em chung tước làm đồng hành như thế này nhá. Thì nó sẽ gia tăng cái hiệu ứng choáng lên. Khiến cho kẻ địch cứ đứng nhìn mà khóc thôi. Chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới về tựa game Tiểu Yêu Tầm Đạo nhá.